Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Dinh Mây nha. Ui, rất vui gặp lại các bạn, cũng như là mình rất là nhớ các bạn đây. Mặc dù là hôm qua hôm kia đó mình có ra clip rồi, nhưng mà hôm nay cũng nhớ bạn nhiều quá. Với lại hôm nay ngày thứ bảy, nhân dịp với lại có một số kỷ niệm luôn, nên mình làm clip báo anh em biết, báo 501 anh em mình biết, cũng như là tâm sự luôn. Hôm nay buổi chiều chỗ mình nó vừa mưa xong, đường xa nó ghê gớm quá. Cho nên 501 anh em của mình nếu có chỗ nào mưa thì cũng điểm danh, coi như cũng là coi như giống như là cùng cảnh ngộ, cùng trời mưa, cùng cái đường xá nó ghê gớm đó. Với lại hôm nay kênh mình cũng vừa đạt được 3.700 sub, 3.700 sub nha các bạn. Mình cũng rất là vui vì thực sự các bạn có ủng hộ mình rất là nhiều, cho nên giúp cho kênh mình đã đạt được 3.700 sub. 3.700 sub. Bây giờ thì còn 300 sub nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục 3.800, 3.900, sau đó sẽ là 4.000. Mình rất là mong kênh mình được đạt 4.000 sub thật là sớm để mình livestream nói chuyện cùng các bạn thật là vui nha. Cho nên clip này thì cũng làm ra mục đích đơn giản, chúc các bạn buổi chiều ngày thứ bảy tuyệt vời. Ngày mai là cuối tuần rồi thì anh em có thể vui chơi giải trí, nghỉ ngơi sau những ngày học tập hoặc là làm việc mệt mỏi á. Rất là mong các bạn xem clip mình thì cũng nhớ nhấn vào like với lại nhấn vào subscribe để giúp cho kênh mình sớm đạt được 4.000 subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh mình đạt được 3.700, mặc dù chưa đạt 4.000 nhưng mà cứ từ từ, nhiều mà từ từ thôi, không cần phải vội. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhân tiện thì hôm nay thứ bảy mình cũng ra clip này, nếu các bạn muốn có câu hỏi, vì thường thường ngày thứ bảy là ngày dành cho các bạn hỏi, cho nên nhân tiện clip này luôn, các bạn nếu muốn đặt câu hỏi gì về vui hay tặc thì các bạn có thể hỏi đó, những câu hỏi các bạn hỏi rồi nếu mình rảnh thì khi nào rảnh mình sẽ làm clip mình trả lời từng câu một cho các bạn nha. Anh em có thắc mắc gì ở vui tặc thì các bạn nhớ để lại comment ở dưới, hỏi những câu hỏi gì về vui tặc, tất cả thứ đây, cái nào mà mình biết được thì mình sẽ trợ giúp các bạn nhiệt tình nhất có thể luôn, không có gì ngại ngùng cả. Cứ comment hỏi mình nha, không có gì phải ngại cả. Rồi ok, chiều nay thì chỗ mình nó lại mưa, chẳng lòng không biết sao hôm nay nó mưa, bình thường đâu có mưa đâu. Vãi, con kiến nó vừa bò tay mình nó đậu vọng á. Thanh niên ơi, thanh niên kiến nó bò tay mình nó đau lòng á. Rồi, clip chỉ đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Chúc các bạn một buổi chiều thật là tuyệt vời. Mình mong là ngày mai chủ nhật thì mình sẽ rảnh mình ra thật là nhiều clip cho các bạn. Vui tặc một kích liên minh trong tất cả thứ. Rồi anh em nào nếu có những cái nick liên minh skin cho mình mượn được thì mình sẽ vào test những con tướng mà skin nó đẹp đẹp nha. Đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi mà mình ra clip liên minh thì cũng có rất là nhiều bạn bình luận kêu làm tiếp hoặc là đưa cho mình mượn nick đó, mình rất là cảm ơn. Nhưng mà liên minh thì mình thấy có vấn đề, đó là nếu mà ví dụ mà đang chơi mình lỡ mình đăng nhập vào như vậy thì các bạn sẽ bị thiệt hại, cho nên mình cũng không có thích điều đó lắm. Ví dụ các bạn đang đánh mà lỡ mình không biết mình đăng nhập vô nữa, sau đó là nick bị đá ra đó, như vậy là một điều không tốt, cho nên chắc là thôi các bạn cứ giữ lại chơi nha, chứ lỡ mà mình đá ra thì lúc đó các bạn bị thiệt hại, bị AFK gì đó, rất là không tốt. Rồi ok, rồi clip chiều nay đơn giản thôi nha. Rồi sẵn tiện mình thu thập mấy cái này luôn nè các bạn. Rồi đánh với mấy con cá này luôn nè. Mấy con cá này giờ mình nhân vật chính của mình là đủ cân rồi. Này mình sẽ mang trở thành mình nhân vật chính mình thôi. Vào cân cái bọn cá thủy quái này liền chứ ngại gì. Con này hình như 150, 150 máu, 150 ca máu hay là 150 gì đó. Đúng rồi, 150k, 150k máu nha các bạn. Nhân vật chính sau chém ba phát có thêm hai sát thương và một phát nổ thì con ca thủy quái đã đài. Đó là thủy quái lai ngửa vằn, còn đây là thủy quái lai gấu. Đúng rồi, thủy quái lai gấu, không có ria mép à. Rồi bắn ra cả sóng âm luôn, gấu mà bắn ra sóng âm luôn mới dữ. Rồi bye bye em nha, gấu mà lai với cá là không có tồn tại được, mình giết thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thu thập hết mấy cái này để coi có con thủy quái nào mới không nha. Ok. Xem clip nhớ like và nhấn subscribe nha các bạn. Bạn nào subscribe rồi thì thôi không cần phải nhấn nữa, bạn nào chưa nhấn thì nhấn vào để kênh mình sớm đạt được 4k, 4.000 subscribe. Ủng hộ nhập tình vào bạn ơi, mưa lạnh quá, mưa lạnh như một vị thần, lạnh lắm bạn ơi. Chỗ mình nó đang làm mở rộng con đường ra, nếu khi nào rảnh mình sẽ quay video chỗ mình đang làm đường xe đồ rất là nhiều cho các bạn xem luôn nha. Rồi ok,
kết quả là không có một cái con nào nữa xuất hiện luôn. Đây, thôi mình cũng tạm biệt các bạn. Chúc các bạn buổi chiều thật là ấm áp nếu như trời mưa. Còn nếu mà trời nắng thì mát mẻ nha. Với lại thì nói chung tất cả là buổi chiều thật là tuyệt vời. Ngày mai cuối tuần thì tuyệt vời luôn. Đấy, ok, tạm biệt các bạn.